Cũng trong sáng nay 15 tháng 4, tại Trung tâm Thông tin và Triển lãm tỉnh, Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam, Ngân hàng Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, tỉnh đoàn Lào Cai, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức lễ khởi động trạng 10 chương trình Những bước chân vì cộng đồng. Chương trình Những bước chân vì cộng đồng được khởi động đồng loạt tại 63 tỉnh thành phố nhằm kêu gọi thanh niên cả nước chung tay đồng hành chăm lo đời sống tinh thần cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc thiểu số rất ít người với hình thức giải chạy online bằng cách tải ứng dụng Trava trên điện thoại thông minh, mỗi km đi bộ, chạy bộ, Sacombank sẽ tài trợ 1.000 đồng để xây dựng nhà văn hóa. Năm 2023, chương trình được triển khai 5 chặng, từ chặng 9 đến chặng 13, trong đó chặng 10 đặt mục tiêu đạt ít nhất 1 triệu km đi bộ, chạy bộ, gây quỹ để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc Bố Y, Lào Cai trị giá 1 tỷ đồng. Dịp này, chương trình tặng 40 phần quà cho 40 gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Lào Cai. Sau lễ phát động, các đại biểu và hơn 500 đoàn viên thanh niên tham gia đi bộ, chạy bộ, hưởng ứng chặng 10 chương trình Những Bước Chân Vì Cộng Đồng.